Cho nên thiện nam tử, người đối với nghĩa này nên biết như vậy. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân dùng bảy báu tốt đẹp nhiều như số hạt bụi, tất cả thế giới vô lượng vô biên, bất khả thuyết cõi Phật, đầy khắp mười phương và độ tối thắng an lạc của trời người, bố thí cho hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới đó, cúng dường cho chư Phật Bồ Tát trong tất cả thế giới đó, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Phật, liên tục không ngừng, bao nhiêu công đức đắc được nếu đem so với người nghe mười điều nguyện vương này lọt qua lỗ tai một phen, thì công đức ở trên không bằng 1%, không bằng 1/1000, cho đến cũng không bằng 1/1 Upanisada công đức nghe 10 điều nguyện vương này. Bởi vậy cho nên thiện nam tử, người đối với nghĩa này nên biết ta nói như vậy. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân dùng bảy báu tốt đẹp nhiều như số hạt bụi, tất cả thế giới vô lượng vô biên, bất khả thuyết cõi Phật, đầy khắp mười phương và đồ tối thắng an lạc của trời người, bố thí cho hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới đó. Bố thí có ba thứ: tài thí, pháp thí, vô ý thí. Tài thí có nội tài và ngoại tài. Nội tài là thân tâm tánh mạng của ta, như bố thí mắt, tai, mũi, lưỡi, đầu não, xương tủy. Ngoại tài là tài sản bên ngoài thân, như đất nước, vợ con, tiền tài, vật chất. Pháp thí là bố thí pháp, như giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh, chuyển bánh xe pháp, đều gọi là pháp thí. Trong các sự bố thí thì bố thí pháp là cao thượng hơn hết. Bố thí pháp hơn hẳn bố thí tài. Bất quá thuyết pháp nhất định phải đối cơ chúng sinh, khiến cho chúng sinh nghe pháp, từng bước minh bạch Phật pháp mà khai ngộ. Vô ý thí là khi người ta gặp tai nạn rủi ro, hoặc gặp ma quỷ, hoặc bọn cướp, lúc đó người ta sợ hãi nguy hiểm, bạn nên an ủi họ, kêu họ niệm danh hiệu Phật hoặc danh hiệu Bồ Tát Quán Âm. Niệm danh hiệu Phật thì sẽ không còn sợ hãi nữa, đây gọi là vô ý thí. Nếu như có người hành Bồ Tát Đạo, bố thí đủ thứ cho hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới đã nói ở trên, và đem đủ thứ vật chất cúng dường lên tất cả chư Phật Bồ Tát trong tất cả thế giới đã nói ở trên, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Phật, công đức đắc được rất nhiều. Bố thí chẳng phải bố thí một ngày hoặc hai ngày thì ngừng, mà là bố thí liên tục không ngừng, thời gian lâu dài, số đại kiếp nhiều như số hạt bụi. Lại nếu đem so sánh với người tụng niệm mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, do đó có câu: một khi lọt qua tai, vĩnh viễn là hạt giống đạo. Một khi lọt qua lỗ tai thì vĩnh viễn trở thành hạt giống bồ đề. Hết thảy công đức này so với ở trên bố thí vô lượng, vô biên thế giới, thì công đức ở trên không bằng 1%, không bằng 1/1000, cho đến cũng không bằng 1/1 Upanisada công đức nghe 10 điều nguyện vương này. Tại sao công đức 10 điều nguyện vương này lớn như vậy? Vì công đức bố thí chỉ có thể cứu thân người, cứu mạng người là thuộc về tài thí, còn 10 điều nguyện vương này là thuộc về pháp thí. Pháp thí là tu quán phổ hiền, 10 đại nguyện vương còn gọi là quán phổ hiền, còn gọi là sám phổ hiền. Tu quán pháp này thì một làm vô lượng, vô lượng là một, một là pháp giới là một. Lễ một vị Phật là lễ pháp giới vị Phật, lễ pháp giới vị Phật là lễ một vị Phật.
cho nên lễ kính chư Phật có công đức này vô cùng vô tận, nên công đức đặc biệt lớn. Nếu tu pháp này thì hạt giống bồ đề ngày ngày tăng trưởng, quả vị bồ đề chẳng bao lâu sẽ thành tựu, cho nên công đức này đặc biệt lớn. Hoặc lại có người dùng tâm tinh thâm sâu đối với những đại nguyện này, thọ trì đọc tụng cho đến biên chép một bài kệ 4 câu thì sớm trừ diệt được nghiệp 5 tội vô gián, hết thảy bệnh về thân tâm của thế gian, đủ thứ khổ não, cho đến tất cả nghiệp ác nhiều như số hạt bụi cõi Phật đều được tiêu trừ, tất cả ma quân, dạ xoa, la sát, cư bàn trà, tỳ xá xà hoặc bộ đa, các ác quỷ thần uống máu ăn thịt, thảy đều xa lìa, hoặc có khi phát tâm gần gũi là để bảo hộ. Cho nên nếu ai tụng những lời nguyện này, đi nơi thế gian không có sự chướng ngại, như mặt trăng ở trong hư không thoát mây che, được chư Phật Bồ Tát khen ngợi, tất cả trời người đều nên lễ kính, tất cả chúng sinh đều nên cúng dường. Thiện nam tử đó khéo được thân người, viên mãn hết thảy công đức của Bồ Tát Phổ Hiền, chẳng bao lâu nữa sớm sẽ thành tựu được sắc thân tốt đẹp như Bồ Tát Phổ Hiền, đầy đủ 32 tướng đại nhân. Nếu sinh về cõi trời người thì thường ở chỗ tôn quý, đều phá hoại được tất cả đường ác, đều xa lìa được tất cả bạn ác, đều chế phục được tất cả ngoại đạo, đều giải thoát được tất cả phiền não, như sư tử chúa hàng phục được các loài thú tham thọ sự cúng dường của tất cả chúng sinh. Hoặc lại có người sinh ra tâm tin chân chánh, chẳng có tâm hoài nghi đối với 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, y pháp tu hành, hàng ngày thọ trì đọc tụng phẩm hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền cho đến biên chép một bài kệ 4 câu, chẳng phải biên chép 1 ngày 2 ngày mà phải ngày ngày biên chép, thì họ sớm sẽ trừ diệt được tội nghiệp 5 thứ, tội địa ngục vô gián, hết thảy bệnh về thân tâm của thế gian. Thân bệnh là bệnh tật trên thân, tâm bệnh là sự thống khổ trong tâm. Đủ thứ khổ não chẳng an vui, cho đến tất cả nghiệp ác, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, đều được tiêu trừ, nhưng phải có tâm tin thâm sâu mới được. Nếu không có tâm tin thâm sâu, cứ tỏ ra thái độ thử xem, thì sẽ chẳng có sự cảm ứng, vì Phật Bồ Tát không muốn chúng sinh đến khảo nghiệm các ngài. Các ngài khảo nghiệm bạn thì được, bạn không thể nói, tôi không tin pháp của Phật nói, tôi muốn thử xem. Bạn phải làm một cách chân thật. Trên thế giới này, có rất nhiều thiên ma ngoại đạo, nhưng vì có Phật Pháp trụ tại thế gian, nên bọn thiên ma đều ẩn náu, không dám xuất hiện. Nếu Phật Pháp không còn, thì ma quân sẽ xuất hiện ra đời. Ma là tiếng Phạn, đầy đủ là ma la, dịch là kẻ giết, thích giết hại chúng sinh. Trong ma quần có ma vương, ma dân, ma nam, ma nữ, đều thích sát sinh. Dạ xoa gồm có dạ xoa bay dưới đất, dạ xoa đi dưới đất, dạ xoa bay trên không. Chúng hành động rất nhanh, dũng mãnh, thiện chiến, thích hại người. Ngoài việc hại người ra, chúng chẳng còn năng lực gì khác. La sát, tên là quỷ đáng sợ. Cưu bàn trà là quỷ úng hình, quỷ hình cái vò, quỷ hình đông qua, quỷ hình quả dưa, còn gọi là quỷ kỵ tọa, quỷ cưỡi ngồi, hoặc quỷ yểm mị, quỷ bóng đè. Khi người ngủ thì nó dùng pháp thuật khiến cho người muốn lay động mà không lay động được, muốn nói cũng không nói được. Tỳ xá xà là quỷ hút tinh khí, chuyên ăn tinh khí của người và tinh khí ngũ cốc. Bộ đa là quỷ thân lớn. Bộ đa và cư bàn trà hợp lại với nhau, tụng chú lăng nghiêm thì có thể trừ diệt được tai nạn, thành quắc, xa kỵ. Những ác quỷ này không uống máu người
thì cũng không ăn thịt người. Nếu bạn tụng 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, thì những ác quỷ, ác thần này đều sẽ xa lìa bạn, hoặc có khi phát tâm bảo hộ bạn, gần gũi bạn, giữ gìn bạn, làm hộ pháp cho bạn. Cho nên, nếu ai tụng 10 điều nguyện vương này, đi bất cứ nơi nào trong thế gian, đều không có mọi sự chướng ngại gì hết, giống như mặt trăng, ở trong hư không, thoát khỏi mây che, được 10 phương chư Phật và tất cả Bồ Tát đều khen ngợi bạn, tất cả trời người đều nên lễ kính người tụng 10 điều nguyện vương này. Tất cả chúng sinh đều nên cúng dường người vương này, tất cả chúng sinh đều nên cúng dường người tụng 10 đại nguyện vương này. Thiện nam tử trì tụng 10 đại nguyện vương này thì đời đời kiếp kiếp đều được sinh làm thân người, tu hành thành tựu viên mãn hết thảy công đức của Bồ Tát Phổ Hiền. Vị lai chẳng bao lâu, thảy công đức của Bồ Tát Phổ Hiền, vị lai chẳng bao lâu nữa, sớm sẽ thành tựu được sắc thân tốt đẹp như Bồ Tát Phổ Hiền, đầy đủ 32 tướng đại nhân. Nếu sinh về cõi trời hoặc cõi người thì thường sinh vào dòng dõi tôn quý, có thế lực và phước báu, đều phá hoại được tất cả đường ác. Đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Atula, thường thường có bạn lành gần gũi họ, còn bạn ác thì đều xa lìa họ. Họ cũng có sức lực chế phục được tất cả ngoại đạo, đều giải thoát được tất cả phiền não, như sư tử chúa hàng phục được các loài thú. Khi sư tử hóng lên thì các loài thú đều sợ hãi. Xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của tất cả chúng sinh. Lại nữa, người đó lúc lâm chung, giây phút cuối cùng, tất cả các căn thảy đều tan hoại, tất cả thân thuộc thảy đều xả lìa, tất cả oai thế thảy đều mất hết. Thừa tướng đại thần cung thành trong ngoài, voi ngựa xe cộ, châu báu phục tàn, tất cả như vậy đều không mang theo được. Chỉ có 10 điều nguyện vương này không xả lìa, tất cả mọi thời nó luôn dẫn đường ở trước. Trong một sát na liền được vãng sinh về thế giới Cực Lạc. Đến rồi liền thấy Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Di Lạc, vân vân. Những vị Bồ Tát đó sắc tướng đoan nghiêm, công đức đầy đủ, cùng nhau vây quanh. Lại nữa, người đọc tụng 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, lúc lâm chung, giây phút cuối cùng, tất cả căn mắt tai mũi lưỡi thân ý thảy đều tan hoại, tất cả thân thuộc cũng đều xa lìa, tất cả oai đức quyền lực đều mất hết. Nếu bạn là ông vua thì thừa tướng đại thần, cung điện thành quách, tài sản trong ngoài, voi ngựa xe cộ, châu báu phục tàn, tất cả đồ quý báu như vậy, lúc bạn lâm chung thì tất cả những thứ đó đều không thể mang đi theo bên mình bạn được. Chỉ có 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền này không xả lìa, vì nó ở trong ruộng thức thứ 8 của bạn, cho nên chẳng lìa khỏi. Tất cả mọi thời, tất cả mọi nơi, nó luôn dẫn đường ở trước bạn. Trong khoảng một sát na thì người đó liền được vãng sinh về thế giới Cực Lạc Tây Phương. Đến rồi, liền thấy Đức Phật A Di Đà, dịch là Phật Vô Lượng Thọ hoặc Phật Vô Lượng Quang, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, dịch là Diệu Đức, tức là Bồ Tát Diệu Cát Tường, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Di Lạc, còn gọi là Từ Thị, A Dật Đà, dịch là Bồ Tát Vô Năng Thắng. Tương lai ngài sẽ đến thế giới Ta Bà này thành Phật, là vị Phật thứ 5 trong kiếp hiền. Có một số ngoại đạo nói Bồ Tát Di Lạc đã thành Phật rồi. Kỳ thực Bồ Tát Di Lạc còn rất lâu mới xuất thế, hiện tại là lúc kiếp diệt, 100 năm tuổi thọ giảm xuống 1 tuổi, thân cao giảm xuống 1 tấc, giảm đến tuổi thọ con người còn khoảng 10 tuổi thì ngừng, thân cao chỉ còn 1 thước,
lúc đó con người cao bằng con chó bây giờ. Thân con người tuy nhỏ, nhưng tâm người rất xấu xa, càng nhỏ càng xấu. Khi mới sinh ra thì hiểu biết sự dâm dục giống như heo chó bây giờ. Xuất sinh, vừa sinh ra thì chẳng bao lâu bèn có tâm dâm dục. Đợi đến lúc con người còn khoảng 10 tuổi thì chỉ cần dùng một cọng cỏ, một lá cây thì có thể giết chết người, cho nên người với người hổ tương tàn sát lẫn nhau. Hơn nữa, vì người quá nhiều, nhiều giống như kiến, khắp nơi đều có, dù không tàn sát lẫn nhau, nhưng sống đến 10 tuổi thì cũng sẽ chết. Từ thời gian đó, bắt đầu cũng mỗi 100 năm thì tăng thêm 1 tuổi, thân cao thêm 1 tấc, tăng đến tuổi thọ con người 8.000 tuổi thì ngừng. Sau đó lại giảm xuống tuổi thọ con người 8.000 tuổi, thì Bồ Tát Di Lạc mới thị hiện ra đời thành Phật. Hết thảy những vị Bồ Tát đó, sắc tướng đoan nghiêm viên mãn, công đức đầy đủ, đều đến cùng nhau vây quanh. Người đó tự thấy mình sinh trong hoa sen, được Phật thọ ký. Được thọ ký rồi, trải qua vô số 10.000.000 ức na do tha kiếp, thức ở trong 10 phương bất khả thuyết thế giới, nhờ sức trí huệ, tùy thuận tâm chúng sinh mà làm lợi ích, chẳng bao lâu sẽ ngồi bồ đề đạo tràng, hàng phục ma quân, hành đẳng chánh giác, chuyển bánh xe diệu pháp, khiến cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi cõi Phật, phát bồ đề tâm, tùy theo căn tánh của họ, giáo hóa thành thục, cho đến hết thuở biển, kiếp vị lai, rộng lợi ích tất cả chúng sinh. Thiện nam tử, những chúng sinh đó, hoặc nghe, hoặc tin người, 10 đại nguyện vương này, thọ trì độc tụng, rộng vì người nói, thì hết thảy công đức, trừ Đức Phật Thế Tôn ra, không có ai biết được, cho nên các vị nghe 10 đại nguyện vương này, đừng sinh tâm nghi hoặc, nên tiếp thọ, thọ rồi thì đọc, đọc rồi thì tụng, tụng rồi thì trì, cho đến biên chết, rộng vì người nói, những người đó, trong khoảng một niệm, hết thảy hạnh nguyện đều được thành tựu, đắc được phước, tích tụ vô lượng vô biên, có thể ở trong biển khổ phiền não, cứu giúp chúng sinh, khiến cho họ được thoát khỏi, đều được vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Người đó từng đọc tụng, thọ trì, biên chép 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền này, tự thấy mình sinh trong hoa sen, ở thế giới cực lạc Tây Phương. Thế giới cực lạc phương Tây chỉ có người nam, chẳng có người nữ, hết thảy mọi người đều là hoa sen, hóa sinh, hoa nở thấy Phật, liền được Phật A-di-đà, vì họ thọ ký. Lúc nào sẽ được thành Phật? Được thọ ký rồi, trải qua vô số 10.000.000 ức na do tha kiếp, đi đến khắp 10 phương, bất khả thuyết thế giới. Nhờ sức trí huệ của mình, tùy thuận tâm chúng sinh, mà làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Người đó chẳng bao lâu nữa, sẽ ngồi bồ đề đạo tràng, hàng phục thiên ma ngoại đạo và ma quân, thành Phật. Chuyển bánh xe diệu pháp, giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi cõi Phật, phát bồ đề tâm, tùy theo căn tánh của chúng sinh, dùng phương tiện khéo léo giáo hóa, thành thục họ, cho đến hết thuở biển kiếp, vị lai, rộng lợi ích tất cả chúng sinh. Thiện nam tử, những chúng sinh đó thọ trì, đọc tụng, phẩm, Phổ Hiền hạnh nguyện này, được nghe được 10 đại nguyện vương này, được tin 10 đại nguyện vương này, thọ nơi tâm, trì nơi thân, đọc tụng, hoặc thuộc lòng, lại rộng vì, người giảng nói 10 đại nguyện vương này, thì hết thảy công đức, trừ Đức Phật Thế Tôn ra, không có ai biết được người đó có được bao nhiêu công đức. Cho nên, các vị nghe được 10 đại nguyện vương này,
nên nhớ đừng sinh tâm nghi hoặc. Do đó có câu, người tu đạo tâm chớ nghi, nếu khởi tâm nghi liền mê mờ. Người tu đạo đối với pháp của Phật nói, đừng có sinh tâm mê hoặc. Nếu bạn có tâm nghi thì dễ lầm vào đường tà, nên tiếp thọ đạo lý này một cách chân thực. Sau đó, đọc 10 đại nguyện vương này, lập lâu rồi thì tụng học thuộc lòng, tụng rồi thì trì 10 đại nguyện vương này, hoặc dùng bút để biên chép, hoặc thường thường vì người giảng nói 10 đại nguyện vương này, tất cả những người đó trong khoảng một niệm, hết thảy hạnh nguyện và công đức tu hành đều được thành tựu, đắc được phước tích tụ vô lượng vô biên, có thể ở trong biển khổ phiền não, cứu độ tất cả chúng sinh, lìa khổ được vui, khiến cho tất cả chúng sinh được thoát khỏi biển khổ phiền não, đều đến được niết bàn bờ bên kia, đều được vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Phật A Di Đà tuy chỉ 4 chữ mà có thể bao quát hết thảy Phật pháp. Đức Phật có mỗi một bộ kinh điển đều vì người thỉnh pháp, chỉ có kinh A Di Đà không có ai thỉnh pháp, là bất vấn tự thuyết, tức không hỏi mà nói. Tại sao chẳng có người nào thỉnh pháp? Vì chẳng có ai minh bạch pháp này. Pháp môn tịnh độ trước mắt nhìn thấy rất là đơn giản, nhưng trên thực tế 4 chữ A Di Đà Phật này bao quát tam tạng 12 bộ kinh điển. Mười mấy năm trước tôi niệm Phật có cảm ứng nên làm một bài kệ rằng: A Di Đà Phật vạn pháp vương, ngũ thời bát giáo tịnh hàm tàng, hành nhân đảm năng chuyên trì tụng, tức chí tịch quan bất động tràng. Có nghĩa là Phật A Di Đà vua vạn pháp, năm thời tám giáo bao hàm hết, người tu chỉ cần chuyên trì tụng sẽ đến cõi tịch quan bất động đạo tràng. A Di Đà Phật tuy chỉ là một câu danh hiệu Phật, nhưng nếu bạn niệm danh hiệu Phật thì sẽ minh bạch tất cả các pháp. Cho nên nói A Di Đà Phật vua vạn pháp. Năm thời là thời Hoa Nghiêm, thời A Hàm, thời Phương Đẳng, thời Bát Nhã, thời Pháp Hoa Niết Bàn. Tám giáo là Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo, Viên giáo, Đốn giáo, Niệm giáo, Bí Mật giáo, Bất Định giáo. Năm thời tám giáo này đều bao hàm ở trong 4 chữ A Di Đà Phật này. Cho nên người tu hành chỉ cần chuyên tâm tụng trì danh hiệu Phật A Di Đà thì chắc chắn sẽ đến được cõi tịnh độ, thường tịch quan bất động đạo tràng. Một số người nhầm lẫn nói pháp môn niệm Phật là để dành cho các cụ già, người có trí huệ thì không cần tu hành pháp môn này. Đây là tư tưởng sai lầm. Phương pháp niệm A Di Đà Phật này, người có trí huệ cũng tu được, người ngu si cũng tu được. Pháp môn này bao gồm 3 căn: thượng căn, trung căn và hạ căn. Tại sao chúng ta phải niệm A Di Đà Phật? Vì chúng sinh ở thế giới Ta Bà này rất có duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm là phổ môn thị hiện, có 32 ấn thân. Tất cả chúng sinh càng có duyên với Phật A Di Đà, vì Phật A Di Đà là sư phụ của Bồ Tát Quán Thế Âm, giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phật A Di Đà thuở xưa khi chưa thành Phật làm tỳ kheo phát tạng, đã từng phát 48 đại nguyện, mỗi lời nguyện đều tiếp dẫn chúng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật. Thế giới cực lạc chỉ có người nam, vì người từ hoa sen sinh ra, người sinh ra về thế giới cực lạc, trước hết thác sinh vào trong thai hoa sen. Một khi chúng ta niệm Phật thì nhụy hoa sen của thế giới cực lạc lớn lên một chút. Niệm Phật càng nhiều
thì hoa sen càng lớn, đợi khi lớn như bánh xe thì lúc lâm chung, tự thân Phật A Di Đà sẽ đến rước chúng ta về thế giới cực lạc. Linh tánh của chúng ta ở trong nhụy hoa sen nở ra thì pháp thân liền hiện ra. Do đó, hoa nở thấy Phật, khi hoa sen nở ra thì sinh ra một vị Phật. Thế giới cực lạc cách chúng ta 10 vạn ức cõi Phật, người ở thế giới cực lạc đều là hoa sen hóa sinh. Cho nên nói, nguyện xin về Tây Phương tịnh độ, chính phẩm hoa sen là cha mẹ. Chúng ta hết thảy chúng sinh niệm Phật A Di Đà thì sẽ sinh về Tây Phương cực lạc thế giới. Phật A Di Đà đã từng phát nguyện, khi tôi thành Phật, hết thảy 10 phương chúng sinh, nếu ai xưng niệm danh hiệu của ta, thì đều sinh về nước ta, hoa sen hóa sinh, được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên, ở thế giới ta bà, nếu ai niệm Phật A-di-đà, thì khi lâm chung, Phật A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn người đó về thế giới cực lạc Tây Phương. Có bài kệ rằng, 10 phương Phật 3 đời, A-di-đà bậc nhất, chính phẩm độ chúng sinh, oai đức vô cùng cực. Tương lai thời kỳ mạt pháp, Phật pháp sẽ đoạn diệt, tất cả kinh điển đều sẽ tiêu diệt. Tại sao? Vì chúng sinh chẳng có phước báu, tội nghiệp quá nặng, chẳng có cơ hội nhìn thấy kinh điển. Đừng nói tương lai, người hiện tại bây giờ có những người con mắt chẳng có bệnh gì, nhưng nhìn chữ trong kinh điển chẳng rõ ràng, có sự chướng ngại. Đây đều là nghiệp chướng. Đây cũng giống như mạt pháp, có mắt mà nhìn Phật pháp chẳng rõ ràng. Thời kỳ mạt pháp, tất cả kinh điển đều sẽ tiêu mất. Trước hết diệt mất kinh Lăng Nghiêm, sau đó diệt mất những kinh khác, cuối cùng chỉ còn lại kinh A Di Đà tồn tại trên thế gian khoảng 100 năm, độ rất nhiều chúng sinh. Sau chỉ còn lại 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật tồn tại khoảng 100 năm, lại độ rất nhiều chúng sinh. Cuối cùng chỉ còn lại 4 chữ A Di Đà Phật tồn tại trên thế gian khoảng 100 năm. Cuối cùng thì 4 chữ A Di Đà Phật cũng tiêu diệt mất. Lúc đó Phật pháp hoàn toàn đoạn diệt. Kinh A Di Đà là kinh không hỏi mà Phật tự nói, vì kinh này rất quan trọng. Chúng ta người học Phật pháp gặp được pháp môn này, đừng coi thường bỏ qua. Như người tham thiền, tham niệm Phật là ai, đủ thấy chúng ta quá khứ đều niệm Phật mới biết tham niệm Phật là ai. Nếu chẳng cần niệm Phật mà tham niệm Phật là ai, bạn vốn chẳng cần niệm qua, ai niệm Phật, vốn chẳng có ai niệm Phật, làm sao có thể nói niệm Phật là ai? Cho nên, do câu thoại đầu, niệm Phật là ai, này có thể biết chúng ta trong đời quá khứ đều đã từng niệm Phật. Bất quá, có người niệm nhiều, có người niệm ít, có người niệm thành tâm, có người niệm cẩu thả. Nếu chúng ta cố gắng siêng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì sẽ được vãng sinh về thế giới cực lạc. Ở thế giới cực lạc chẳng có các sự khổ, chỉ hưởng các điều vui. 10 phương hết thảy vô biên cõi, trang nghiêm các báu cúng Như Lai, tối thắng an lạc thí trời người, trải kiếp số bụi tất cả cõi. 10 phương thế giới hết thảy vô biên cõi nước, chư Phật dùng hết thảy các châu báu 10 phương thế giới để trang nghiêm cúng dường Như Lai, dùng an lạc tối thắng, diệu lạc thù thắng bố thí cho chư thiên và loài người, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi tất cả cõi nước trong 10 phương, con đều tu hành cúng dường. Nếu ai nơi 10 nguyện vương này khi lọt qua tai xin lòng tin, cầu thắng bồ đề tâm khét ngưỡng, được thắng công đức hơn thí trên.
Nếu như có người nghe thấy được 10 điều nguyện vương diệu hạnh thù thắng của Bồ Tát Phổ Hiền, khi lọt qua lỗ tai của họ, bèn xin lòng tin, thành tâm tha thiết cầu diệu thắng Bồ Đề, và sinh ra tâm khác ngưỡng. Họ có một niệm tâm cầu Bồ Đề thì công đức của họ càng hơn hẳn. Công đức bố thí các châu báu trang nghiêm, các cõi nước, nhiều như số các sông Hằng, cúng dường Như Lai. Tức thường xa lìa các tri thức, vĩnh lìa tất cả các đường ác, sớm thấy Như Lai vô lượng quang, đủ nguyện phổ hiền tối tháng này. Con người gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhuộm xanh thì xanh, nhuộm vàng thì vàng. Bạn theo người nào thì học theo người đó, cho nên mẹ của Mạnh Tử lựa chọn láng giềng, tức là căn cứ theo ý này. Nhà của Mạnh Tử lúc đầu ở gần nghĩa địa. Mạnh Tử hàng ngày đi chơi, giả làm một người chết, giả làm một quan tài, dùng bùn làm heo dê để cúng tế. Mẹ của Mạnh Tử nhìn thấy tình hình như vậy. Trẻ con mà học làm thứ việc này thì có đâu có phát triển khá được, do đó bèn dọn nhà đi chỗ khác. Dọn đến chỗ lò mổ thịt, Mạnh Tử lập tức học cách thức mổ heo, giết bò. Mẹ của Mạnh Tử nhìn thấy như vậy cũng không tốt, do đó lại dọn nhà đến chỗ gần trường học. Bây giờ thì Mạnh Tử tập đi học, theo chúng bạn đi học. Khi đến trường thì trước hết hành lễ trước tượng Đức Khổng Tử, đi đứng đều có lễ nghi. Mạnh Tử cũng học theo. Mẹ Mạnh Tử nhìn thấy mới gật đầu đồng ý ở lại khu này. Mạnh Tử là một đứa trẻ, đi học được mấy ngày thì bỏ học, ham chơi không đi học nữa. Mẹ của Mạnh Tử cũng chẳng nói gì. Lúc đó đang dệt lụa, bèn lấy con dao cắt đứt khung cửi. Mạnh Tử nhìn thấy tình hình như vậy là không đúng, bèn chạy đến bên mẹ nói. Mẹ ơi, tại sao mẹ nóng giận vậy? Có phải con làm việc gì sai không mẹ? Mẹ Mạnh Tử nói, con không đi học thì cũng không giống như khung cửi này bị đứt, không còn dệt vải được nữa. Con có biết không, con không đi học thì tương lai chẳng có gì thành tựu hết. Mạnh Tử nói, vậy thì từ nay con sẽ tiếp tục đi học. Về sau Mạnh Tử trở thành một vị đại thánh nhân của Trung Quốc. Tại sao ông ta trở thành một vị đại thánh nhân? Vì mẹ của Mạnh Tử khéo dạy con, 3 lần dọn nhà, dọn đến gần trường học, thì Mạnh Tử mới có cơ hội đi học, mới thành tựu sở học của ngài. Nếu như mẹ của Mạnh Tử lúc ban đầu không dọn nhà, ở gần chỗ nghĩa địa, thì Mạnh Tử bất quá chỉ là một công nhân ở nghĩa địa, giữ mồ mã mà thôi. Nếu ở gần lò mổ, thì Mạnh Tử bất quá cũng chỉ là một tên đồ tể mà thôi. Cuối cùng dọn nhà đến gần trường học, Mạnh Tử trở thành một vị học giả nổi tiếng. Đây gọi là xa lìa ác tri thức, gần gũi thiện tri thức. Cho nên bạn gần vật màu đỏ thì bạn biến thành màu đỏ, bạn gần vật màu đen thì biến thành màu đen. Muốn nhuộm màu cà phê thì thành màu cà phê, nhuộm màu vàng thì thành màu vàng, cho nên hãy nhìn xem bạn nhuộm thành màu gì. Chúng ta gần gũi thiện tri thức cũng như thế, nếu gần gũi kẻ xấu ác thì họ sẽ xúi bạn làm chuyện xấu ác, đi các nơi phá hoại người, đến các nơi đố kỵ chướng ngại người, đây tức là ác tri thức. Chúng ta đừng gần gũi họ, phải xa lìa họ, vì xa lìa ác tri thức thì mới có thể vĩnh viễn lìa tất cả các đường ác. Nếu không xa lìa ác tri thức thì sẽ đọa lạc vào 3 đường ác. Các đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, 4 đường ác. Trong các đường ác thì thọ tội khổ. Tại sao phải thọ tội khổ? Vì bạn theo ác tri thức, học theo ác tri thức, sau đó thì tạo nghiệp ác tội lỗi, tạo rồi thì phải đọa lạc vào tất cả các đường ác. Hiện tại đã lìa khỏi ác tri thức, cho nên xa lìa tất cả các đường ác. Khi bạn xa lìa các đường ác thì sẽ sinh vào trong các đường lành. Con người ở tại nhân gian, trừ ác rồi tức là thiện, nếu không có việc ác tức là việc thiện,
bạn có việc thiện thì có nghiệp thiện, có nghiệp thiện thì sẽ được thiện báo, thì sẽ sớm gặp được Phật, sớm sẽ gặp được Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Vô Lượng Quang, Đức Phật Vô Lượng Thọ. Cụ thế giới Cực Lạc, đến được thế giới Cực Lạc ở phương Tây của Đức Phật A Di Đà thì sẽ viên mãn đầy đủ 10 đại nguyện vương tối thắng này của Bồ Tát Phổ Hiền. Người đó khéo được thắng thọ mạng, người đó khéo được sinh làm người, người đó chẳng lâu sẽ thành tựu như hạnh Bồ Tát Phổ Hiền này. Có người đó sức mau chóng đắc được trường thọ sống lâu. Có người nói trong Phật giáo có tướng không thọ giả, hiện tại lại nói thọ mạng tối thắng, đây chẳng phải là tướng thọ mạng chăng? Tướng thọ giả ở đây chẳng phải là họ muốn được tướng thọ giả. Đây là do họ xa lìa ác tri thức, xa lìa các đường ác, thấy được Phật A Di Đà. Dù bạn không muốn trường thọ, cũng nhất định trường thọ. Chẳng phải như chúng ta ở thế giới này, con người ai cũng muốn được trường thọ, cũng chẳng được trường thọ, muốn an vui cũng chẳng được an vui chân thật. Đến thế giới Cực Lạc thì thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng, Phật A Di Đà thọ mạng vô lượng, chúng ta cũng thọ mạng vô lượng. Phật A Di Đà quang minh vô lượng, chúng ta về thế giới Cực Lạc, quang minh cũng vô lượng. Cho nên, người này khéo được thắng thọ mạng, đây là do nghiệp thiện mà đắc được, chứ chẳng phải là chấp trước. Người này nếu muốn giáo hóa chúng sinh, thì họ sẽ tái sinh trở lại nhân gian, mà tất cả đều viên mãn. Đây gọi là thừa nguyện trở lại. Nếu họ không muốn trở lại, thì không cần lại. Đây mới thực sự là tự do. Người đó chẳng bao lâu sẽ thành tựu công đức 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Giống như hạnh môn của Bồ Tát Phổ Hiền tu không có khác biệt, hạnh lực của Bồ Tát Phổ Hiền lớn nhất, cho nên bạn sẽ thành tựu hạnh môn của Ngài tu. Thuở xưa do không có trí huệ, tạo nghiệp ác, năm tội vô gián, tụng đại nguyện vương Phổ Hiền này, một niệm mau chóng đều tiêu diệt. Ở trước có nói, thuở xưa tạo ra các nghiệp ác đều do vô thủy tham sân si, từ thân niệm ý mà sinh ra, tất cả nay con đều sám hối. Thuở xưa tạo ra tất cả các nghiệp ác là do tham sân si. Tại sao có tham, có sân, có si? Vì chẳng có trí huệ, chẳng có lực bát nhã. Tại sao con người tạo nghiệp, tạo nhiều điều ác? Vì chẳng có trí huệ, cho nên tạo ra đủ thứ nghiệp ác. Người có trí huệ chân chánh thì sẽ không tạo nghiệp ác, cho nên nói, thuở xưa, lâu xa, do chẳng có sức trí huệ, con người là năng tạo, nghiệp là sở tạo. Ai năng tạo, ai chẳng tu pháp lành, tu pháp ác, tức là kẻ năng tạo. Người có năng tạo rồi thì sẽ có nghiệp sở tạo, nghiệp tạo ra thì người năng tạo phải thọ báo. Sở tạo nghiệp, cực ác, có 5 thứ. Thứ nhất, giết cha. Thứ hai, giết mẹ. Thứ ba, giết A-la-hán. Thứ tư, phá hòa hợp tăng. Chư tăng gọi là chúng hòa hợp. 4 người trở lên mới gọi là tăng. Tăng có lục hòa. Thứ nhất là thân hòa đồng trụ, tức thân thể cùng ở với nhau, không thể đấu tranh, đánh lộn với nhau. Thứ hai, miệng hòa vô tranh, tức chư tăng cùng với nhau, không thể tranh luận thị phi, không thể nói thị, nói phi. Hòa hợp, tức là không tranh. Trong Kinh Kim Cang có nói, tam muội vô tranh, người xuất gia cùng ở với nhau không tranh đua. Nếu bạn tranh đua thì sẽ có tướng ta, người có ta, người thì sẽ có thị phi. Có thị phi thì có hơn thua thì có tướng chúng sinh. Có tướng chúng sinh thì có tướng thọ mạng, có 4 tướng rồi thì sẽ chẳng đắc được định lực chân chánh. Ý hòa, đồng duyệt. Ý phải hòa với nhau, không thể bạn có ý của bạn, tôi có ý của tôi. Mọi người
đều rất an lạc vui vẻ. Lợi hòa, đồng quân, có lợi ích thì mọi người cùng thọ hưởng với nhau, chẳng phải chỉ riêng một người thọ hưởng, có lợi ích thì mọi người phân chia cùng hưởng. Kiến hòa đồng giải, tức ý kiến cũng phải tương đồng, như học Phật Pháp, mọi người cùng nhau có kiến giải. Giới hòa đồng tu, mọi người cùng nhau tu hành, giữ gìn giới luật, có lục hòa này mới gọi là hòa hợp tăng. Nếu trong chư tăng chuyên môn khêu chọc, ly gián, nói chuyện thị phi, khiến cho chư tăng không hòa hợp nhau, đây gọi là phá hòa hợp tăng. Làm cho thân Phật chảy máu, có người nói, hiện tại con người sinh ra sau Phật, đại khái không thể làm cho thân Phật chảy máu, chẳng phải phàm là phá hoại đối với Phật giáo, đều có thể gọi là làm cho thân Phật chảy máu, phá hoại Phật bảo, đập bể tượng Phật, tuy chỉ là tượng Phật, cũng giống như làm cho thân Phật chảy máu. Hoặc đốt tượng Phật, cũng gọi là làm cho thân Phật chảy máu, hết thảy kinh điển là pháp thân huệ mạng của Phật, tất cả kinh điển ở tại chỗ nào thì có Phật ở chỗ đó. Nếu thiêu hủy kinh điển thì cũng gọi là làm cho thân Phật chảy máu. Chư tăng nương vào Phật giáo mà tu, tương lai sẽ thành Phật, bạn khiến các chư tăng bất hòa với nhau, đây cũng gọi là làm cho thân Phật chảy máu. Không cung kính Tam Bảo, phá hoại Tam Bảo, đây đều gọi là làm cho thân Phật chảy máu. Cho nên, làm cho thân Phật chảy máu không nhất định lúc Phật còn tại thế mới có, mà hiện tại không. Sau khi Phật đã nhập vào Niết Bàn, nếu không ủng hộ Phật giáo, ngược lại phá hoại Phật giáo, thậm chí phá hoại việc xuất gia nào đó, đều đã làm cho thân Phật chảy máu, đều là trong năm tội ngũ nghịch, đều có thể nói là cực ác. Cực ác, tức là tội ác đó rất lớn, không thể nào so sánh được. Quả báo, tội, cực ác, thọ là phải đọa vào địa ngục A Tỳ. A Tỳ là tiếng Phạn, nghĩa là vô gián, có năm thứ địa ngục vô gián. Thứ nhất là thời vô gián, cũng gọi là kiếp vô gián, từ khi ngày đầu tiên vào địa ngục vô gián, cho đến ngày cuối. Không có giây phút nào ngừng thọ khổ liên tục không ngừng, cho nên gọi là thời vô gián. Thứ hai, hình vô gián, thân hình đọa vào địa ngục, một mình cũng thấy đầy chực địa ngục, nhiều người cũng đầy chực địa ngục. Thứ ba, khổ vô gián, địa ngục có địa ngục núi đao, địa ngục chảo dầu sôi vân vân, đủ thứ địa ngục đều khiến người thọ khổ, sự thọ khổ này cũng không gián đoạn. Thứ tư, quả báo vô gián, bất luận bạn là người ở đâu đều phải thọ quả báo này, thọ thứ khổ này. Thứ năm, mạng vô gián, đọa vào địa ngục, một ngày một đêm, vạn lần chết vạn lần sống lại, một ngày một đêm, chết mấy vạn lần, sống lại mấy vạn lần. Trong địa ngục thọ khổ, thọ đến cực điểm thì chết, chết rồi lại có gió nghiệp thổi đến thì lại sống dậy. Nếu có thể tụng niệm 10 điều nguyện vương Bồ Tát Phổ Hiền này, thì trong một niệm rất mau chóng tiêu diệt được tội ngũ nghịch vô gián này. Chủng tộc giống loài và dung nhan, tướng tốt trí huệ đều viên mãn, các ma ngoại đạo không phá được, làm bậc ứng cúng của ba cõi. Chủng tộc, dòng dõi, giống loài, dung nhan, tướng mạo đều viên mãn, trí huệ cũng viên mãn rộng lớn, tướng mạo cũng trang nghiêm, hết thảy các thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại được, vì 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền có sức lực không thể nghĩ bàn đến hộ trì bạn. Kham làm bậc ứng cúng, chứng quả A-la-hán của ba cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Sớm đến dưới cội cây Bồ Đề, tĩnh tọa hàng phục các chúng ma, hành đẳng chánh giác, chuyển pháp luân, khắp lợi tất cả các hàm thức. Mau chóng, sớm sẽ đến dưới cội Bồ Đề thành Phật, ngồi đại đạo tràng dưới cội Bồ Đề, hàng phục tất cả các ma,
thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển đại pháp luân, khắp lợi ích hết thảy tất cả chúng sinh. Nếu ai nơi nguyện phổ hiền này đọc tụng thọ trì và diễn nói, quả báo chỉ Phật chứng biết được, chắc chắn được thắng đạo Bồ Đề. Nếu có ai tu hành 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền này, hay đọc tụng, thọ trì và diễn nói cho người khác nghe, thì quả báo này chỉ có Phật mới có thể chứng minh, biết được, họ chắc chắn sẽ đắc được đạo Bồ Đề. Nếu ai tụng nguyện Phổ Hiền này, tôi nói ít phần căn lành đó, một niệm tất cả đều viên mãn, thành tựu chúng sinh, nguyện thanh tịnh. Nếu có ai hay tụng 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, tôi nói ít phần căn lành đó, trong một niệm sở cầu tất cả đều viên mãn, thành tựu nguyện thanh tịnh của tất cả chúng sinh phát ra. Con đem thắng hạnh Phổ Hiền này, vô biên thắng phước đều hồi hướng, khắp nguyện các chúng sinh chìm đắm, sớm về cõi Phật vô lượng quang. Hạnh Phổ Hiền này là một thứ hạnh môn thù thắng vi diệu, vô lượng vô biên phước báu, con đều hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh, khắp phát đại độ, thoát hết thảy tất cả chúng sinh, chìm đắm trong biển khổ, sớm được vãng sinh về cõi Phật vô lượng quang, thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Sammo di soha.